giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Tina Tình bị đồng nghiệp chơi ngã đến rụng hết tóc, tiêu tan sự nghiệp. Đang thăng tiến trong sự nghiệp, Tina Tình bỗng nhiên mất hút khỏi showbiz, kèm theo đó là hàng loạt tai họa không đáng có. Tina Tình là một nữ ca sĩ theo phong cách rock, khá nổi tiếng. Cô sinh ra tại châu Âu, có cha là người Việt và mẹ là người Tiệp Khắc. Cô có nhiều sáng tác nổi tiếng như Chiếc Gương, Cỏ Dại, Xin Lỗi Cuộc Đời, Gương Thần. Tất cả các sản phẩm cô trình bày đều do cô sáng tác. Một số ca sĩ khác cũng thể hiện lại một số ca khúc của cô. Ngoài ra, cô còn là diễn viên, người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo và người viết nhạc phim, nổi bật nhất là phim Để Mai Tính đóng cùng Thái Hòa. Sự nghiệp đang thăng tiến, Tina Tình bất ngờ mất hút khỏi showbiz. Mới đây, trong một bài phỏng vấn với báo Thanh Niên, nữ ca sĩ thừa nhận mình từng bị chơi ngải. Cô kể, thời gian đó ví dụ 100% tóc thì tôi chỉ còn khoảng 30%, về đêm thì không ngủ được, tôi bị ảo giác, thấy cái này, thấy cái kia. Lúc đó tôi bị đau ở ngực, không thở được, ói lên ói xuống, đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Từ đó sự nghiệp tiền bạc đi xuống vì mình không đủ tỉnh táo để quyết định mọi thứ. Lúc đó một anh nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất Việt Nam gặp một người ca sĩ là bạn tôi. Hai người này không chơi với nhau, chỉ lâu lâu chào hỏi nhau thôi. Tự dưng anh này kêu bạn tôi qua nhà tham gia một buổi lễ cúng. Thì bạn tôi về mới nói, Tina, ngày mai có ông nghệ sĩ hài mời mình qua nhà, mày có đi không? Lúc đó tôi te tua 14 ngày vì đi khám bác sĩ không ra bệnh, nên nghe lời bạn đi theo qua cúng. Lúc đó tôi đi theo nhưng không tin. Đến đó tôi gặp một sư cô, thấy một bà đang cảm ơn rối rít vì được chữa khỏi. Khi bà ta đặt cây kim can lên đầu, tôi cảm nhận mọi đồ vật trong đầu mình đang di chuyển, nó đang ra và rất đau. Tôi mới nghĩ có khi chơi ngải là có thật. Bà ta bảo tôi bị rất nặng, phải chữa 4 lần. Tôi còn hạn chế về nhà vì khi về còn bị nặng hơn. Sau 4 lần chữa trị thì tôi khỏi. Nhưng trước đó tôi từng có một lần xỉu trên sân khấu. Lạ lắm, khi đứng trên sân khấu cảm giác có cái gì đâm vào mình ngay bên sườn, thế là xỉu xuống, các bảo vệ khiêng tôi ra, cô kể thêm. Giọng ca Gương Thần cũng tâm sự. Cô biết rõ ai là người đã hại mình, nhưng cô quyết định giấu đi mọi chuyện thay vì trả thù hay công khai. Nữ ca sĩ chỉ tiết lộ là người hại cô cũng làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô cũng cho biết người này còn cố tình bịa đặt chuyện cô bị nhiễm HIV để mất đi vai diễn trong phim Để Mai Tính. Đặc biệt Tina Tình cũng bộc bạch khi cô cãi nhau với Dương Cẩm Linh trong phim Mặt Nạ Máu, là mấu chốt chính để cô quyết định ở ẩn cho đến ngày hôm nay. Tina Tình cũng vừa cho ra mắt phim Hạt Giống Thức Tỉnh. Đây là bộ phim do cô và ekip rất tâm huyết. Tina Tình chia sẻ, chưa biết phim Hạt Giống Thức Tỉnh hay dở, bởi cá nhân tôi nghĩ đây là một bộ phim khác biệt với số đông. Từ xưa đến nay tôi luôn muốn làm phim đậm chất nghệ thuật. Khi khán giả xem họ phải suy nghĩ, lắng động và tiếp nhận lợi ích từ bộ phim. Tôi không muốn phim của bản thân làm ra có thể thay đổi một con người để trở nên tốt hơn, có những điều mình khao khát và muốn đạt được. Vì lầm tưởng sẽ khiến bản thân hạnh phúc, nhưng khi bản thân có được nó lại chợt nhận ra hạnh phúc nằm ở nơi khác. Tôi luôn tự đặt câu hỏi vì sao trên thế giới có quá nhiều người tự sát và trầm cảm, dù họ có tất cả, không thiếu thốn gì. Họ đều là người nổi tiếng, người giàu có và người trí tuệ. Có lẽ con người luôn đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng điều bên trong họ lại chưa từng hiểu một cách nghiêm túc. Nhân vật trong bộ phim của tôi trả lời cho hai câu hỏi mà mọi chúng ta đều băn khoăn. Tôi là ai và từ đâu đến? Tôi có mặt trên trái đất này để làm gì? Từ đó giải quyết những vấn đề cốt lõi đánh thức sâu tiềm thức của con người. Nhã Phương dịu dàng đúng chuẩn vợ hiền bên Trường Giang, ai ngờ gặp bạn thân liền thay đổi 180 độ bung xõa. Loạt ảnh lầy lội hết cỡ bên bạn thân nữ diễn viên Thúy Ngân của Nhã Phương đã làm người hâm mộ vô cùng thích thú. Hơn một năm kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương luôn chứng minh đúng chuẩn vợ hiền khi luôn tận tình chăm sóc ông xã từ các sự kiện giải trí đến cuộc sống đời thường. Ngược lại, cô cũng được Trường Giang yêu chiều hết mực, đủ làm nhiều người phải ghen tị. Thế nhưng dù dịu dàng đến mấy bên ông xã, thì gặp bạn thân, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng vẫn thay đổi 180 độ, trở nên lầy lội hết mức. Bằng chứng là mới đây, ngay khi có dịp hội ngộ bạn thân nữ diễn viên Thúy Ngân, Nhã Phương đã lập tức bung xõa hết mình và ghi lại những khoảnh khắc cực lầy để chia sẻ lên trang cá nhân. Loạt ảnh sau khi đăng tải đã thu hút lượng lớn tương tác từ khán giả, cùng rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước độ đáng yêu tinh nghịch của bà mẹ một con Nhã Phương. Nhã Phương và Thúy Ngân lầy lội hết cỡ ngay khi vừa hội ngộ. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai nghĩ hai mỹ nhân đều đã chạm ngưỡng tuổi 30, trong đó một người nay đã là mẹ một con. Lầy lội bên bạn bè là thế, nhưng khi ở cạnh ông xã Trường Giang, Nhã Phương lại dịu dàng hết mực.
Bách Ngọc Tuyên lần đầu dẫn bạn gái đi sự kiện, nhan sắc 9X vừa sinh con xong gây chú ý. Lần đầu tiên dẫn vợ tương lai ra mắt trước khán giả, Phi Cá nắm chặt tay bạn gái không rời, tuy nhiên nhan sắc của cô lại gây khó hiểu. Tối 27 tháng 2, Quách Ngọc Tuyên đưa bạn gái đến tham gia một buổi công chiếu phim tại thành phố. Kể từ khi công khai người yêu và con gái, đây là lần đầu tiên nam diễn viên đưa cô đến dự sự kiện. Được biết, bạn gái Thảo Hân sinh năm 1990, kém Quách Ngọc Tuyên 10 tuổi. Cô nàng vừa sinh con cho nam diễn viên Vi Cá vào tháng 12/2019. Lần xuất hiện này, nhan sắc của Thảo Hân cũng gây chú ý. 9X diện một chiếc váy ren màu trắng bó sát, trang điểm kỹ lưỡng. Bạn gái Quách Ngọc Tuyên có làn da trắng nõn nà nên không bộ đồ xuyên thấu không làm khó cô nàng. Tuy nhiên, gương mặt của cô có phần dừ hơn khi có hiệu ứng make-up. Thân hình mẫm mỉm của cô cũng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, có thể hiểu Thảo Hân vừa sinh con xong nên có thể chưa hoàn toàn hồi vóc dáng. Khuôn mặt Thảo Hân bị đánh giá già hơn so với lúc chưa make-up. 9X gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã hơn 10 tuổi. Nhan sắc ngoài đời của bạn gái Quách Ngọc Tuyên. Cô nàng rất trẻ trung, duyên dáng so với tuổi 30. Nam diễn viên và bạn gái chưa tổ chức lễ cưới, nhưng họ đã có con chung và sống cùng nhau. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ bạn gái anh là mẫu người ngoan hiền và hiểu chuyện. Nhờ có hậu phương vững chắc, nam diễn viên cảm thấy có thêm nhiều động lực để cố gắng phấn đấu trong nghề. Hân rất ngoan và hiểu chuyện. Thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy cư xử chưa đúng, đợi về nhà tôi phân tích và Hân tiếp thu ngay. Nhưng điều khiến tôi yêu quý ở bạn gái chính là sự hiếu thảo. Lúc mẹ tôi lên Sài Gòn chữa bệnh, nhìn cách Hân quan tâm chăm sóc mẹ là tôi cảm nhận được sự chân thật. Tôi là diễn viên mà, rất dễ đọc vị nếu người ta diễn, Quách Ngọc Tuyên trải lòng. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ anh đã mua nhà và đón Thảo Hân và mẹ bạn gái về ở chung để cùng chăm sóc con nhỏ. Hơn nữa hai bà thông gia quý mến nhau nên giờ đây gia đình anh rất hạnh phúc. Tuy nhiên khi nói về chuyện kết hôn thì Thảo Hân và bạn gái đều chưa quyết định nào cả. Nam diễn viên muốn tập trung sự nghiệp và chăm sóc tốt cho gia đình. Về phía Thảo Hân, cô cho rằng quan trọng hơn đám cưới chính là sự thương yêu và tin tưởng từ Quách Ngọc Tuyên. Cả hai bên nhau bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh trổ tài phụ bếp cùng Trường Giang đầy hài hước. Theo chân Trường Giang đến Đà Nẵng, Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh đã có dịp được hội ngộ và trải nghiệm những thử thách đầy chiêu trò của mười khó khiến khán giả phì cười. Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh là hai gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả qua nhiều game show đình đám. Cả hai chàng ca sĩ còn sở hữu tài ăn nói duyên dáng hiếm có, biết cách mang đến tiếng cười và cho mọi người những phát ngôn dí dỏm của mình. Mới đây, hai anh chàng soái ca lại một lần nữa khiến khán giả bật cười với những đối sách nhằm qua mặt Trường Giang trong chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Trương Thế Vinh và cuộc hội ngộ đầy chớp nhoáng cùng Ngô Kiến Huy tại tiệm bánh bèo. Đà Nẵng vốn là quê hương của Trương Thế Vinh, thế nhưng thay vì chiêu đãi hải sản thì lần này Trường Giang lại mang đến cho anh chàng hai món ăn đậm chất núi rừng. Sau khi được mười khó đón bằng chiếc siêu xe đặc trưng của chương trình, giọng ca Tình Yêu Hoa Gió lại được hội ngộ cùng chiến hữu Ngô Kiến Huy. Cả ba đã cùng nhau thưởng thức món bánh bèo Đà Nẵng với những màn đối đáp hài hước với chị chủ quán bánh bèo. Trước khi rời đi, Ngô Kiến Huy còn nhắc nhẹ Trương Thế Vinh về sự khó tính của Trường Giang khi vào bếp, khiến ai cũng phì cười. Sau cuộc hội ngộ chớp nhoáng, Trương Thế Vinh chính thức bước vào cuộc hành trình tìm kiếm nguyên liệu chính cho món ăn. Với tiêu chí có gì nấu đó, cả hai đã ghé một quán hàng thịt dê và có màn trả giá vô cùng dí dỏm với chị chủ quán vì đi mua đồ mà không ai đem theo tiền. Để có được một bữa ăn, Trương Thế Vinh đã vướng phải không ít kịch khổ. Chỉ vì non kỹ năng bếp núc, anh chàng không chỉ bị Trường Giang đuổi đi nướng thịt vì không cầm dao đúng cách mà còn làm văng tỏi khỏi chén khi xung phanh giả tỏi. Nhưng sau quá trình gian nan cực khổ, anh cuối cùng cũng được đền đáp với hai món thịt dê nướng mắm và thịt dê xào sả ướt đầy thơm ngon. Giữa khung cảnh núi rừng lãng mạn, Trương Thế Vinh còn đem tới một buổi văn nghệ ngẫu hứng sau khi thưởng thức tài nghệ thần sầu của Trường Giang. Trương Thế Vinh tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của Trường Giang. Tiết mục văn nghệ ngẫu hứng của Trương Thế Vinh sau bữa ăn, không chỉ Trương Thế Vinh phải gian nan khi xuống bếp mà Ngô Kiến Huy cũng gặp không ít thử thách để có được nguyên liệu chính cho các món ăn của anh. Cụ thể thử thách đó là câu cá đối bằng bột mì, một tuyệt chiêu độc lạ của người dân địa phương. Sau khi được dân địa phương truyền kinh nghiệm, Ngô Kiến Huy đã rất hào hứng bắt tay vào câu cá với mong muốn được câu một mẻ cá đối thật nhiều cho bữa ăn. Thế nhưng đến cuối cùng, trong khi Trường Giang câu được đến tận 3 con cá đối béo ụ thì Ngô Kiến Huy vẫn trắng tay. Không chấp nhận thua cuộc, anh liền nhanh nhậu bắt chuyện ngọt sớt với người dân xung quanh như thân thiết từ lâu. Chỉ sau vài phút tung ra một rổ phát ngôn mặn mồi, anh chàng đã được người dân vui vẻ tặng cho cả một xô cá đuối tươi rói rói. Nhờ đó, Ngô Kiến Huy đã có thể cười đắc chí và cùng Trường Giang lăn vào bếp nấu món ăn đặc sản độc đáo. Ngô Kiến Huy choáng váng với chiếc siêu xe Lambo của Trường Giang.
Trường gian Ngô Kiến Huy được người dân hướng dẫn cách câu cá đối bằng bột mì. Ngô Kiến Huy cười chua chát khi thất bại thê thảm trong thử thách câu cá. Hết mưu mẹo thử thách câu cá, Ngô Kiến Huy lại tiếp tục chứng tỏ cho khán giả thấy anh đích thực là vựa muối khổng lồ ngay trong gian bếp của bếp chính Trường Giang. Thực hiện nhiệm vụ phụ bếp đầy sáng tạo, giọng ca Trường Thái Y liên tục đưa ra những sáng kiến nấu bếp không giống ai với mục đích mua vui là chính. Còn ông chủ của tiệm cơm 10 khó Trường Giang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy không có nhiều kinh nghiệm làm bếp nhưng Ngô Kiến Huy cũng đã cho khán giả thấy được một tài lẻ khác của mình. Anh chàng đã tự tay pha chế món cocktail Flu Dragon khiến Trường Giang phải tấm tắc khen ngợi. Anh phải lăn vào bếp mùa 2 thực hiện trên kênh YouTube của Trường Giang. Mời bạn đón chờ những nghệ sĩ đặc biệt tiếp theo sẽ xuất hiện trong món ăn phải lăn vào bếp mùa 2 nhé.